Lúc nãy đang like thì tự nhiên nó bị văng ra mất tiêu. Bây giờ phải like lại từ đầu. Buồn quá à. Xin lỗi mọi người nha, mọi người có thể share lại cho giúp Ly được không? Tự nhiên đăng like, tự nhiên nó đăng like xong giật 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 xong rồi bị đá ra luôn. Đang chuẩn bị tẩy trang đây nè. Ây da. Ừ, 300 người rồi. Mình vẫn lại kế hoạch cũ nhá. 500 người thì Ly lại giới thiệu lại sản phẩm mà dưỡng da mà Ly đã dùng đây. Tự nhiên đăng thôi, mọi người cố gắng share lại nha, cảm ơn mọi người. Vẫn bị lag hả? Chắc là wifi bị yếu rồi. Thôi bây giờ mình tắt nhạc luôn đi, tắt nhạc, tắt hết wifi luôn. Giờ chị nói tiếp đi, người ta vô nhiều quá bị lắc á chị. Video kết thúc rồi mà có thể xem lại được. Ừ. Vậy thôi bây giờ mình sẽ nói ngắn gọn lại những cái gì lúc nãy đã nói nha. Ừ. Thì lâu nay tiêu rồi. Rất là chắc có thể đây là lần đầu tiên mà Lily đang tin dùng một sản phẩm. Ừ, chị Ly mới đi chụp về, chụp từ sáng giờ rồi. Đây, chụp từ sáng giờ mà mặt vẫn còn make up y nguyên, không có bị cái gì hết. Ừ. Thì đây là sản phẩm của S2B Beauty. Thấy không? Đó, đây là sản phẩm của S2B Beauty nè. Cái này là bùn ủ khoáng. Này là bùn ủ khoáng. Thì này là có công dụng, sản phẩm này có công dụng là trắng mịn da, bởi vì nó có vitamin này làm cho da mặt căng và trắng mịn và se khít lỗ chân lông, và đặc biệt là trị thâm bọng mắt nè, rồi trị mụn nữa. Chị ơi, chị mở nhạc rồi đó. Ly không có đói, Ly ăn rồi. Thì đây là sản phẩm mà từ một cô bé em đã giới thiệu cho Ly, và bé em cũng là chủ nhân của sản phẩm này luôn. Nhạc hơi to. Ly cũng mới sử dụng được hơn một tuần nay thôi, thì Ly cảm thấy là hiệu quả rất là rõ ràng, bởi vì da mặt không có còn khô nữa và không có những cái mụn mụn cám ở trên mũi cũng hết luôn. Mua bao nhiêu hả? Mọi người muốn mua bao nhiêu thì mọi người cứ comment ở bên đó đi, thì chủ nhân của sản phẩm này sẽ tự vào tư vấn và nhắn tin về chi nhắn tin cái giá của sản phẩm này cho mọi người biết nha. Tất cả như lúc nãy có một bạn hỏi Ly là nam có sử dụng được không, thì thật sự đây không phải là sản phẩm dành riêng cho nữ, và đây có thể là nam nữ sử dụng được được hết, bởi vì nó rất tốt cho da mặt của mình, dưỡng ẩm rất là tốt và làm cho da căng mịn này trắng sáng lên nữa. Đặc biệt là ai có mụn hay là bị bỏng mắt đều hết. Thì nói xong ráng một xíu nữa thôi. Tại vì lúc nãy cái live trước nó bị mất tiêu rồi, nó bị văng ra mất tiêu rồi. Bây giờ Ly phải nói lại từ đầu để cho mọi người, những người mà vào sau xem để được hiểu nhiều hơn. Hiểu chứ lúc không lại mọi người không hiểu là đi đang nói gì. Nhưng mà mọi người cố gắng share để cho các bạn được biết và sử dụng sản phẩm này nha. Tại vì mặt Ly rất là kén sử dụng mỹ phẩm trên mặt của mình, và trước đây hầu như là Ly chỉ sử dụng sữa rửa mặt thôi và ít khi mà sử dụng kem dưỡng hay là kem trắng da trên mặt lắm. Tại vì da mặt của Ly rất là dễ bị dị ứng. À, mua cách nào hả? Em cứ vào Facebook của bé Thoa Trần mà chị có tag ở trên fanpage á, hoặc là em thôi em cứ vào đấy đi.
chị có tác chủ nhân của cái sản phẩm này ở trên cái livestream này rồi. Thì tên là Thoa Trần, em cứ kích vào đó em hỏi nhé. Chị nghĩ là không có cao đâu, chi phí rất là dễ, ít nhất 1 triệu. Mua bằng cái thì sau khi mà đắp mặt nạ bùn rồi thì mình sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó là bôi kem dưỡng lên. Đây là kem dưỡng dành cho da mặt, bôi lên một ngày có thể bôi 2 lần trước khi ngủ dậy nè, hoặc là trước khi mình make up ra đường, và sau đó là trước khi đi ngủ. hãy like và share và comment để like chị ấy ship cho. Đúng rồi, nếu mà ai share và comment ở dưới livestream này thì chủ nhân của sản phẩm này sẽ giảm phần trăm cho các bạn đó. Đúng không chủ nhân? Đúng không bé Thoa? Thoa Trần, chủ nhân của sản phẩm này. Mọi người, chắc là mọi người nghĩ là Ly đang PR hay là quảng cáo sản phẩm này, nhưng yên tâm đi, tí nữa Ly sẽ tẩy trang hết cái gương mặt mà hở một đống phấn lên trên này. Sẽ lúc đó Ly sẽ để mặt mộc và đắp mặt nạ bùn, sau đó là sẽ đắp kem pha trực tiếp lên mặt của Ly luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói chuyện thêm 5 phút nữa nha. Nói chuyện thêm 5 phút nữa, mọi người muốn hỏi thêm gì thì mọi người cứ hỏi. Sau 5 phút đó thì Ly sẽ tẩy trang sau lớp phấn long lanh lộng lẫy này. Thì đó là một gương mặt rất là chân thực và mộc. 8 giờ live tiếp như chị. Hy vọng là cái clip cái livestream này nó không có bị dăng ra như cái livestream trước nữa. Khổ thật, phải nói lại từ đầu cơ. Có ai hỏi thêm gì không? Mọi người có muốn biết thêm gì không? Chị ăn no rồi. Chị ăn với em mà còn hỏi. Chị ơi, chị có xe khách chân lông mà? Đương nhiên rồi em. Tại vì rất cái này rất là nhiều công dụng nè. Chị đọc cho lại cho mọi người nghe công dụng của mặt nạ bùn này nha. Trắng mịn da mặt nè, và làm cho da mặt khỏe mạnh nè, căng tràn sức sống cho làn da nè, rồi dưỡng trắng mịn, se khít lỗ chân lông đó, có se khít lỗ chân lông nữa, làm mờ các vết thâm nè, giảm mụn cám nè, giảm bọng mắt nữa nè, và rất là hiệu quả. Ở trong đây ghi là hiệu quả ngay lần đầu sử dụng. Đây là sự thật. Sự thật là hiệu quả ngay lần đầu sử dụng. Tại vì Ly đã sử dụng sản phẩm này cũng được hơn 1 tuần rồi, và đúng là có hiệu quả, rất rất là hiệu quả. Gần đây Ly có tham gia phim nào mới không? Ly sắp, có thể là trước Tết hoặc là sau Tết thì Ly sẽ có tham gia một bộ phim ngắn. Thì đó là dự án sắp tới của Ly. Còn trước đó là, và hiện tại thì đang có phim Hoa Cúc Trắng đang chiếu ở trên STV4. Nhầm, STV14. Huỳnh Lê Thảo Nhi. Bích Hoa ơi, Bích Hoa có đang xem chị livestream không? Thì Bích Hoa là chủ nhân của sản phẩm này. Các bạn đang hỏi là giá của chi phí, giá của cái hũ mặt nạ nạ bùn này bao nhiêu. Bích Hoa inbox và trả lời giúp chị nha. Và cái này nữa, tại vì bôi cái này xong, mình đắp mặt nạ này xong thì mình phải bôi kem dưỡng này, kem dưỡng da mặt này vào. Quên, chị chưa tẩy trang hả? Rồi, xong rồi. Bây giờ mọi người cũng không biết mọi người hỏi gì thêm thì cứ hỏi đi nha. Bây giờ thì Ly sẽ tẩy trang. Tẩy trang thì đừng có bất ngờ gì quá mà sau khi mà tẩy trang xong nha. Để đeo băng đô vào rồi mới có ship không chị? Kìa, có chủ nhân trả lời luôn đó. Đợi một xíu nha, Ly tẩy trang. Chắc
chắc là có rất nhiều người rất là mong muốn sau khi tẩy trang thì gương mặt này sẽ ra hình dạng như thế nào. Thật sự thì phụ nữ nào cũng đẹp hết, do nói chung là do mình có biết cách làm đẹp hay không thôi. Trước khi mà tẩy trang rồi thì Ly cũng trở thành một người bình thường thôi, cũng có thể là dễ nhìn nhưng mà không được xinh đẹp long lanh hay lung linh như đang make up như thế này. Mọi người nhớ share nha, phải share để cho các bạn của mình biết về sản phẩm này để mà dùng. Bởi vì đây là sản phẩm rất là tốt mà Lily đang tin dùng và hiện tại sẽ dùng sản phẩm này rất là lâu. Ai share rồi mua sản phẩm này sẽ được giảm phần trăm đó. Share rồi nhớ ghi comment ở bên dưới là mình đã share rồi, để cho chủ nhân của sản phẩm này vào giảm phần trăm cho các bạn nếu mà các bạn mua sản phẩm này dùng nha. Bây giờ thì Ly sẽ tẩy trang. Mình sẽ gỡ mi trước. Tiếc quá, hôm nay được chị Quỳnh Nguyễn make up chụp từ sáng giờ mà mặt vẫn còn nguyên lớp make up luôn, bởi vì đã dùng sản phẩm này. Và mặt không có bị khô gì hết cô nè, đến giờ này da mặt vẫn còn căng luôn á. Bây giờ Ly sẽ tẩy trang nha. Bây giờ sẽ lột mi ra trước. Đây, đây là lông mi. Và đây cũng là lông mi. Càng nhìn chị càng thấy giống Phạm Băng Băng. Mình có thể xinh đẹp như Phạm Băng sao? Mọi người nhớ share. Nói chung là đừng có quên share nha. Mọi người share đi thì sẽ được giảm phần trăm. Phải luôn nhớ là share sẽ được giảm phần trăm khi mua sản phẩm này. Rồi lột mi rồi. À còn mi dưới nữa. Mi dưới đây. Lột nhanh nhanh để còn đắp mặt nạ cho mọi người xem nữa. Này thì mắt búp bê, này thì mắt to. Ây da, nhạc nó mất tiêu rồi, nhạc hết hát rồi. Ây da, đau quá. Còn một cọng nữa thôi. Ủa hết rồi, đây lông mi của mình đâu quá, hèn gì cứ giật hoài. Đây là lông mi thật của Ly đây. Đây, lông mi thật của Lily. Ok, bây giờ mình sẽ tẩy trang. Bây giờ mình sẽ tẩy trang nhá. Đây là gương mặt. Ê. Ăn một miếng ăn nó clip mệt quá. Thôi lại một xíu nha, đi lấy nước uống mất hết khô hết cổ họng rồi. Để mở nhạc cho mọi người nghe. Ok thôi, không cần đi uống nước nữa, mọi người đang xem nên tranh thủ. Mọi người cố gắng xem hết livestream của Ly nha, và cố gắng share thật nhiều và cho team với Ly thật nhiều, để lần sau Ly còn chia sẻ nhiều bí quyết làm đẹp cho mọi người nữa. Ly hứa.
Ok, một bên rồi. Bắn tim nhiều nhiều cho chị Lan chia sẻ mừng đẹp. Chu Hiền cảm ơn em. Thả tim nhiều quá, lắc quá mấy chị. Mọi người nhớ Ly nói không? Mọi người nhớ share xong rồi ghi trên ở comment ở dưới livestream này bảo là mình đã share rồi để cho chủ của sản phẩm này giảm phần trăm cho các bạn nha. Ôi ôi cô nè. Thấy chưa? Khiếp không? Mặt đóng lớp makeup gì đó, ngày nào cũng dính một lớp makeup như vậy. Lạ. Lạ. Đợi Ly sẽ tẩy một nửa bên mặt cho mọi người xem nha. Nè. Đó, bên đây đã tẩy xong rồi. Còn bên này. Tiếp tiếp tiếp. Bên này nha. Mình thích em tự nhiên, nhìn mặt mộc đáng yêu lắm. Sơn Hồng, cảm ơn anh. Nguyễn Ly, em share rồi chế ơi. Em share thẻ tim mỗi tay luôn. Nguyễn Uyến, cảm ơn em. Rồi em có mua sản phẩm không? Em nhớ mua sản phẩm của S2B Beauty nha. Em PM ở dưới livestream đi để cho chủ nhân vô nhận được và giảm chi phí cho em. Bé Hoa Trần chủ nhân đã nói rồi, mọi người share like này khi mua combo sẽ được giảm 10% luôn. Trời ơi, được giảm 10% luôn đó. Mua hai sản phẩm này sẽ được giảm 10%. Đoàn Tuyết Nhi. Trời ơi, ghê quá cô nè. Mọi người thấy không? Thấy ghê chưa? Cái mặt đó, một đống rớt makeup như vậy đó. Ghê quá. Còn nữa, chưa tẩy hết, phải tẩy cho nó sạch. Mình phải tẩy trang cho sạch rồi mới. Ây da, trời ơi. Nước. Đợi một xíu nha. Thôi được rồi, bây giờ Ly sẽ đi rửa mặt, sau đó vào đắp mặt nạ. Nhanh thôi, đợi Ly 2 phút thôi. Đợi Ly 2 phút nha. Đợi Ly 2 phút thôi.
trở lại rồi. Rửa mặt mà phải rửa cho nó kỹ mới sạch rồi mình mới đắp mặt nạ được. Ok, và đây là mặt mộc sạch sẽ. Để bôi miếng dưỡng. Khô môi quá. Mới tẩy trang xong. Bôi dưỡng môi thôi, không thể son môi trước khi đi ngủ được. Rồi. Rồi xong rồi, mặt sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ ủ mặt nạ bùn. Mọi người nhớ mua về để đắp với ly nha. Nó bị dính trên này nãy giờ cứ cầm lắc lắc nó bị đổ lên đây rồi. Nè. Lấy cho hết. Nè, nó đổ ra bên ngoài luôn nè. Mát quá, đắp lên mát lắm luôn á. Xin chào em, Trần Huy Khánh. Thơm quá. Tuyết Như chào em. Chị chưa đang dùng len của Angel Eyes. Để hôm nào chị hướng dẫn sử dụng cách dùng len cho mọi người. Đây là mặt nạ bùn đây. Bao nhiêu vậy em? Bao nhiêu vậy em? Em hỏi chủ nhân cơ, chủ nhân đang on luôn đó. Em cứ hỏi đi, có người trả lời cho em nha. Nói chuyện dễ thương quá. Tưởng chị đã dọn Hà Nội. Chị là người miền Trung. Quê chị ở Ninh Hòa, Khánh Hòa, gần Nha Trang. Chị vào Sài Gòn được 9 năm rồi. Tại vì lâu lâu thì cũng có hơi lai giọng Bắc. Tại vì đa số bạn của chị người Bắc nhiều. Ông nội của chị cũng là người Bắc. Trời ơi sao cái môi nó còn đỏ gì nè. Tẩy trang chưa sạch cái môi. Chắc hôm nay đánh cái môi đậm quá. Lố quá. Chị sử dụng được bao lâu rồi? Chị sử dụng được hơn một tuần rồi. Và đêm nào chị cũng dùng hết. Nên da mặt rất là căng. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 7:30 thì 7:45 thì từ 15 đến 20 phút thì 7:45 Ly sẽ rửa mặt. Bây giờ mình cứ đắp đi ha. Không biết là ai có sản phẩm này chưa, có đang đắp cùng với Ly không? Mắt đẹp quá chị ơi, cảm ơn em. Ok, đắp xong rồi. Cứ để đi cho nó thấm vào da mặt. Từ 15 đến 20 phút. Dễ quá, dính cả tay hết. Hi. Thơm quá à. Chị dùng được bao lâu rồi? Chị dùng được hơn một tuần rồi. Mọi người nhớ sản phẩm này nha. S2
IB còn rất là nhiều sản phẩm. Ngoài ra còn có tắm trắng cho da nè, rồi trị mụn nè, rồi còn sữa rửa mặt nữa nè. Ôi nhiều nhiều lắm, mọi người cứ qua để coi. Dự Yến yêu chị bạch bạch, xinh quá rồi nha chị. Đợi 15 phút nha. Tường Nguyễn, bữa gặp chị ở nhà thờ thì phải. Rồi em yêu đôi, muôn đời em vẫn yêu đôi. Anh sẽ hết đi bao nhiêu nụ cười. Đi chụp cả ngày, mỏi cổ quá. Hát hả? Để coi thứ bài gì nha. Thơm quá. Bây giờ 32 phút rồi, còn 13 phút nữa. Trời ơi, vô duyên quá. Bị ngứa mũi. Bị ngứa mũi. Em giờ anh chiếc khiết Huy nhìn em xinh rồi. Dễ thương quá. Nhớ mua sản phẩm này nha. Nãy giờ mọi người có share với like nhiều cho Ly không? Mọi người nhớ share để cho bạn bè của mình biết và sử dụng sản phẩm này. Nhớ nha. Nó rất là tốt. Và đây là lần đầu tiên mà Ly livestream chia sẻ về bí quyết làm đẹp của mình. Không phải sản phẩm nào Ly cũng tin dùng đâu. Thật sự là không sản phẩm nào Ly cũng tin dùng và bôi trên mặt của mình như thế này đâu. Và Ly phải tìm hiểu kỹ và phải chơi bạn bè thân thiết và thấy được chủ nhân đã sử dụng sản phẩm này rồi thì Ly mới sử dụng nó. Bà này cao lắm không bán nổi đâu. Bài khác nha. Mình là gì của nhau? Mình là gì của nhau? Kết bạn với em đi, em ủng hộ chị. Chị ăn tối rồi, Phạm Hương ạ. Phạm Phượng ạ, đọc nhầm là Phạm Hương cơ. 35 rồi, 10 phút nữa. 10 phút nữa thôi. Ủa? Vậy thì chị sẽ ít nói lại ha. Bây giờ bạn Bích Tuyền nói là đắp mặt nạ mà nói chuyện sẽ bị phản tác dụng á chị. Vậy bây giờ chị Ly sẽ không có cười, không có nói nhiều và không có nói to. Để cho cái mặt nó đơ đơ đơ. Chúng ta phải nói để cho da mặt nó đàn hồi chứ. Là mặt xấu à. Hát hả? Không biết hát bài gì hết.
đây có một chùm nho. Ăn thôi, không hát đâu. Sarah Phương Tâm, chị yêu em. Messi Nhật giống chị có râu vậy. Chị có râu hả? Phía sau một cô gái. Rồi, mở nhạc theo yêu cầu luôn. Lưu thấm, kem đấy là loại kem gì? Dạ, em nói lại lần nữa. Đây là mặt nạ bùn ủ khoáng của S2B Beauty. Đây là sản phẩm mà em đã dùng hơn một tuần nay của em gái em. Và em đang dùng đây. Em đang đắp đây. Không phải kem đen xì mà đây là mặt nạ. Mặt nạ bùn. Mặt nạ bùn nên nó mới hơi sáng sáng như thế này chứ không có đen. Nhìn ghê không? Nguyễn Văn Ngọc, Lily ơi, tưởng em Rinh Ông Hoàng hạnh phúc về. chương trình Thiên Đường Ẩm Thực đúng không ạ? Lê Nguyễn Minh Thư, bao nhiêu vậy chị? Bao nhiêu vậy anh Uyến? Bao nhiêu vậy chị? Có kìa, chủ nhân đang trả lời đó. Công dụng là trắng miệng da, xê khít lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm, giảm mụn cám, giảm mụn mắt và trắng sáng da. Sao giống nhà đam vậy? Trời ơi, cái này là bùn khoáng bùn. Nhìn chị ăn thèm quá. Ăn không chị cho nè, đây là một chùm nho. Ê, bao nhiêu phút rồi? Đi rửa mặt. À, 6 phút nữa. Mới có 39 thôi. 6 phút nữa. Yêu rồi. Ăn tiếp đi nào. Hôm nay không phải là Halloween. Đang đắp mặt nạ. Đêm là ta muốn hỏi gì nữa không? Về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa. Âu yếm sống mong chóng thu bể lại vừa bên môi cô gái. Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Bắt nhạc lớn xíu đi chị. Lớn hết cỡ rồi. Cái bắt này lo nó nhỏ lắm. Chị để gần gần đây đi ha.
nghe chưa? Hình như Thảo Nhi Tết chị có về về không? Có chứ, năm nào chị cũng về. Tầm 28 hoặc 29 âm lịch chị sẽ về. Rồi đến tầm mùng 3, mùng 4 là chị vào Sài Gòn. Chị về nhà ít tại vì ở quê thì chị không có bạn bè. Hầu như về quê là chị chỉ ở nhà chơi với gia đình thôi, chơi với ông bà, bố mẹ thôi. Khi nào vào lại Sài Gòn thì chị mới đi chơi, mà hầu như là chị sẽ đi chơi xa chứ không có chơi ở trong Sài Gòn. Sài Gòn Tết chán lắm. Mọi người vừa ăn Tết hết rồi. Bao nhiêu tuổi sử dụng được vậy chị? Cái này thì em nên hỏi chủ nhân nhé. Ở trong này thì không có ghi độ tuổi, nhưng mà chị nghĩ thì đúng tuổi vị thành niên có thể dùng được rồi. Vẫn cứ thích em. Lily vào Sài Gòn ở cùng gia đình à? Không, Lily ở Sài Gòn cùng với một em trai ruột. Thì em trai của Ly thì ở quận 9 và Ly thì đang ở Bình Thạnh, ở một mình thôi. Tiết mùa hạ, sô-cô-la hay hoa hồng. Phim nó lâu lắm rồi mà mọi người vẫn còn nhớ. Diễm Thúy, thương chị quá đi mất, cảm ơn em. Thôi, 43 phút rồi, đi rửa mặt đây. Rửa mặt rồi mình sẽ dùng kem phay dưỡng này nha. Đợi Ly 2 phút nữa. Đợi Ly 2 phút nha, Ly đi rửa mặt đã. Đợi chị lâu quá. Mới có 2 phút mà lâu cái gì. Xong rồi. Ây da, nước chín này đây hết. Và bước tiếp theo đó là sử dụng kem phay. Thơm quá. Nhẹ cho da mặt khô một xíu. Đây là kem phay dưỡng da. Cái
kem này nó là dạng kem nén nên mình lấy nó rất là mỏng nên không có sợ bị dày đâu nè, đi bôi lên mỏng lắm. Thấy nhiều như vậy thôi nhưng mà mình lấy nè, nó chỉ rang một xíu thôi, rất là mỏng. Xong rồi. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Đánh lên nè, nó tan ra hết luôn, nó thấm vào da rất là nhanh, không có còn thấy kem ở trên mặt nữa. Thấm vào da của mình rất là mịn mà mềm. Mọc mọc xinh quá chị, chị đẹp của em, hình trăng, cảm ơn em. Mọi người thấy gì vậy thôi, nhưng nó rất là mỏng, cực kỳ mỏng vì đây là dạng kem nén. Một hũ này chắc xài mấy tháng quá trời ơi, nhiều lắm á. Thấy nhỏ nhỏ vậy thôi, xài rất là nhiều. Bởi vì một lần lấy coi nè, nó có một xíu xíu à, còn rất là nhiều luôn. Cho thêm một xíu cái chỗ đây nữa. Thấy da của bạn Ly sáng hơn chưa? Và căng bóng hơn chưa? Coi nè, rất là căng bóng luôn. Mọi người thấy không? Rất là căng bóng, thấm vào da rất là nhanh và không còn thấy kem luôn á. Nhìn cứ như là da học tự nhiên của mình. Mọi người có thể để một lớp kem như thế này đi ra ngoài đường cũng được nữa. Rất là tươi sáng, đúng không? Xong rồi, xong liệu trình làm đẹp tối nay rồi. Bây giờ mình sẽ nói chuyện một xíu nữa thôi. Mọi người đi ngủ nha. Và trước khi ngủ thì nhớ share cái clip này nhiều thật nhiều để cho bạn bè của mình biết, để mà mua sử dụng sản phẩm này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Lily livestream nãy giờ và ủng hộ sản phẩm của em mình. Đây là sản phẩm, mọi người nhớ tên sản phẩm này là S2B Beauty nha. Ngoài việc sửa giờ dưỡng da mặt ra thì còn có dưỡng cho body, tắm trắng. À quên, còn có cả muối tắm nữa. Hôm nay bé em mới đưa muối tắm mà chưa tắm đây. Ui, để ngày mai tắm luôn. Không phải là muối tắm, không phải không tắm ở dơ đâu, tí nữa sẽ tắm. Nhưng mà ngày mai mới tắm muối tắm. Tại vì bây giờ tối rồi, không thể tắm lâu được, tắm lâu sẽ bị bệnh đó. Hoa Trần, chị yêu đó, những cái đẹp da nha. Cảm ơn em, chị đang giữ sử dụng sản phẩm của em đây. Chị nhớ chị cắt đeo len nha. Ừ, để hôm sau đi, bây giờ trễ rồi. Hôm sau chị Lên sẽ hướng dẫn cách sử dụng đeo len ha. Ủa, mới có 8 giờ thôi hả? À, thôi bây giờ mình tháo len ra, mình đi ngủ. Chứ không là gì bị... Nãy giờ đeo len để cho thấy rõ, tại vì mắt của Ly bị cận nên phải đeo len. Thấy ra rồi nè, thấy con len ra rồi. Đây, mọi người, Lê Tuấn chúc em buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn anh.
nhớ là dưỡng da thật đẹp trước khi đi ngủ như giống như Ly nha. Bye bye, ngủ ngon. Tắt hả? Ai muốn mua thì cứ comment bên dưới để cho các bạn chi nhánh của